Xin chào các bạn. Có một số bạn yêu cầu mình chỉ ra cái cách làm thế nào cho bánh tiêu rỗng ruột trong khi họ làm theo công thức thì bánh bị ruột bị đặc. Hôm nay mình sẽ thí nghiệm qua rất nhiều cách để cho bạn thấy làm cách nào cũng cho bánh rỗng ruột, xài đường hoặc là không đường, xài single baking powder, đó là mình gọi tắt chứ đúng ra là single acting, hay là double, hay là cái loại double có cái aluminum hay là cái MEPP, cách nào cũng đều ra rỗng ruột hết. Mình chia sẻ với các bạn vì sao mà không ra được và vì nhờ sao mà nó ra được. Chiếu cái khúc này cho các bạn coi cho vui, rất là bực. Rồi bây giờ mình vô công thức nha. Mình sẽ làm rất là ít thôi. Cái nồi thì nhỏ xíu, cái bếp điện thì cũng nhỏ xíu. Mình làm ra 6 cái bánh tiêu với lại 100g bánh mì, bột bánh mì. Bây giờ bạn dòm xem cái bánh nó rỗng ruột như thế nào nha. Đây là một với cái thành phần nguyên liệu mình nêu ở cái phần trước á, thì bạn thấy ra được 6 cái bánh như thế này đây. Nó rỗng hoàn toàn, nó rỗng không phải là chỉ có vỏ không, mà nó có ruột kéo sợi rất là mỏng, nở đều hai bên. Bộ bánh mì thì mình xài cái loại cái King Arthur này, nó là 12.7% protein. Mình xài nửa muỗng mang nở, tức là instant dry yeast, và nửa muỗng cái bao hồng hồng, đó là cái hiệu Aiha, là mình nó là single acting baking powder, 1/2 muỗng cà phê bột nổi. Mang nổi thì mình xài cái loại mà instant này. Đây là một cái chỗ thứ hai mình làm với lại double baking powder. Mình xài đó là để lát gần cuối mình sẽ so sánh cho các bạn thấy. Bạn có thể xài một là single, hai là double, chứ không phải là xài hai thứ nha. Mình nhắc lại phần đó. Mình sẽ cho vô 2 muỗng canh đường thì tương đương với lại 30g. Mình trộn đều nó đi. Xong rồi á thì mình cho nó vô chưa tới 1/4, một ít hơn 1/4 nha. Chút xíu ở trên cái móng tay cũng được. Xong mình cho vô 65g nước ấm. Bạn có thể bỏ nước lạnh cũng được, nước nguội, nước nhiệt độ phòng cũng được, nhưng mà nó là hơi lâu lên thôi, chứ cũng không có quan trọng, không có bắt buộc. Rồi nếu mà bạn thích ngon hơn thì các bạn có thể dùng sữa tươi, hoặc là bạn dùng sữa hộp, sữa đặc thay thế cho đường. Tỷ lệ thì mình cỡ từ 60 tới 65 chắc lỏng so với bột. Mùi vị thì các bạn có thể bỏ vani, bột quế, ngũ vị hương, tất cả những cái gì cái mùi vị bạn thích. Mình hôm nay mình không có bỏ những cái thứ đó, mình làm chủ yếu để chia sẻ với các bạn cái cách làm thế nào mà cho ra được cái bánh ngon và nó lại không rỗng ruột. Vỏ bánh ngon á, bắt buộc phải làm bằng bột bánh mì, tức là cái loại bột nào nó cao gluten, tức là cao cái tỷ lệ họ viết trên đó là cao cái protein đó. Thì bây giờ mình sẽ sau khi trộn đều rồi á thì mình cho vô cỡ nửa muỗng hay là một muỗng cà phê dầu ăn để mẫn bao ở trên nó khỏi khô cái mặt thôi. Mình đem ủ cỡ chừng 1 tiếng đồng hồ, tùy theo nhiệt độ nóng lạnh ở trong nhà, rồi hay là mình dồn mắt á, thì cho đến khi nào có cục bột mình nó nở gấp đôi á thì mình đem ra. Mình để trên cái mặt bàn, mình thoa bột rồi. Tay mình cũng thoa bột, tại vì bột mà 65% chất lỏng như vậy là nó, và cộng thêm đường là nó rất là nhão. Nếu mà bạn không có bỏ đường á thì với 65% chất lỏng á thì cái bột của mình á, nó không có bị dính tay. Vì nó dính, mình bỏ đường vô nhiều thành ra nó dính tay. Và mình phải xài thêm dầu để cho nó bớt cái dính đó. Bây giờ thì mình chia 6 phần, mỗi phần á là 35g. Mình sẽ
xếp nó lại thành cái hình trái banh. Mình xếp lại là để cho khi mà mình cắn nó ra thì cái bánh nó tròn, chứ không có bắt buộc bạn muốn làm sao bạn làm. Rồi mình đậy nó lại để cho cái phần mà cái giáp miếng nó cho nó liên lại với nhau, nó nở lên nó thì khoảng 10, 15, 20 phút tùy bao lâu cũng được, không có quan trọng. Mình đem cái cục đó mình bỏ lên cái mè để cho nó bám mè chung quanh. Bạn có thể bỏ mè trước khi cho bột nghỉ, cho cái bánh này nghỉ, thì khi nó bột nó còn ướt hơn, nó ăn mè hơn. Nhưng mà để gặp trường hợp cái bánh bị nó méo hay gì mình sửa thì có mè rồi khó hơn. Đó là tùy cái sự chọn lựa của bạn, áp mè vô trước hay là sau không quan trọng. Bây giờ thì mè đã xong rồi thì mình cán nó dẹp ra, mình cán nó khoảng chừng từ 3 tới 6 mm. Mình thì mình không, với cái số lượng bột đó thì mình làm ra được 6 cái bánh. Mình cán tới hết mức có thể của mình cán nó xịt ra xịt vô thì cuối cùng nó vừa vừa là được rồi. Bạn ngó nó thì nó khoảng 9-10 cm gì đó, chiều đường kính nó thì ra 6 cái bánh như vậy. Rồi bây giờ thì chuẩn bị đem chiên. Mình đem, tại vì bạn thấy cái bếp điện có chút xíu, cái nồi cũng có chút xíu, mình đem ra ngoài gara mình chiên để cho khỏi hôi nhà. Thì nếu mà bạn không có cái cây mà đo nhiệt độ thì nhiệt độ dầu phải là từ 350 tới 360 độ F, tức là 176 tới 180 độ C. Thì bạn thò đồ đũa vô, khi nào đồ đũa mà nó sủi bọt lên rồi là bạn biết dầu đã tới rồi, lúc đó mình sẽ bỏ bánh vô. Chiên bánh, bạn ngó cái cách mình chiên rồi lát đưa ra thành quả những cái bánh chiên như thế này nha. Bạn thấy mình cứ lập từ từ, mình lập từ từ. Như vậy là cái đầu tiên mình để vô lâu quá, mình lập, thì một cái lớp nó nở cao hơn, cái lớp kia nó nở ít hơn. Nghĩa là khi mình bỏ cái bánh nó vô, cái phần bột nó chìm xuống, nó nặng, nó chìm xuống dưới dầu. Rồi cái bắt đầu nó nở thì nó nổi lên cái mặt. Khi mà nó nổi lên cái mặt á, thì chỉ có một mặt nó bung lên. Bạn để ý cái chi tiết đó rồi lát mình sẽ giải thích thêm. Đây là cái bánh mình xài cái double baking powder. Rồi bạn ngó mình khơi ra nha. Bạn thấy gì? Theo cái cách đó làm á, thì bạn sẽ thấy rằng bánh cũng có lỗ hổng ha, cũng rỗng ruột. Nhưng mà một bên dày, một bên mỏng. Bên mỏng á, thì nó dễ xẹp xuống, còn bên dày á, thì nó kéo rẻ tre. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu kỹ cái phần này. Muốn mà có cái hai bên đều nhau á, thì các bạn bỏ vô bánh vừa nổi lên là mình lật ngay lập tức, để nó không kịp bung một phía, để hai bên bung đều thì bạn sẽ có được cái lỗ hổng đều, hai bên dày bạn nha. Nhớ nhé, mình bỏ vô rồi lật liền, nó vừa lên là lật, lật cứ vậy đó, mình lật để hai bên nó bung ra đều nhau thì nó tách ra hai cái lớp vỏ hai bên đều nhau hết, không có một bên dày một bên mỏng. Làm như vậy cái bánh mình vừa đẹp vừa ngon. Đẹp là vì cái nó hai bên dày bằng nhau á thì nó có lỗ hổng bự hơn ha. Cái thứ hai nữa, cái vỏ bánh sẽ cứng lại, sẽ dày hơn thì nó lâu bị xẹp. Thì lâu bị xẹp thì dĩ nhiên là nó đẹp hơn, nó mà ấy ra thì bề mày nhèo bọc nhọt rồi. Bạn ngó kỹ này, hai bên vỏ đều nhau hết, ruột rỗng, ruột rỗng mà có kéo gọi là kéo rễ tre luôn đó, mà nó không có một cái nào ruột mà nằm riêng ra hết, nó bám vô trong rõ vỏ đều nhau. Đây là cái mục đích của mình chia sẻ cái video này, là làm thế nào để được như vậy, là bạn làm thế nào cũng được hết. Bột đây là không có đường nha, cái mình gõ chích 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 đó là không có đường, cái chiên nó hơi bị trắng hơn. Cái này là double baking powder, cũng là rỗng ruột, không có ảnh hưởng gì.
Dù xài double baking powder có loại gì nó cũng ra rỗng ruột, mà đây là cái loại single. Mình thử, mình để công thức mình thử, cái này mình làm có 50g, mình chia ra làm 3 thứ đó, bạn thấy khổ không? Để mà cho coi các bạn so sánh cái có đường, cái không có đường, cái double baking, cái single baking powder, cái nào cũng rỗng ruột. Cho nên không phải như là bánh cam bắt buộc phải có đường nó với lại khỏi nổ khỏi ấy, cái này không cần đường nha. Các bạn bị tiểu đường hay là gì á, các bạn có thể xài đường hóa học hoặc là không cần bỏ đường, bánh vẫn được. Bây giờ mình sẽ lượt qua cái phần làm bánh. Tổng kết lại thì bột nhồi tất cả lại, xong rồi mình sẽ ủ nó, xong chia ra làm 6 phần, ủ tiếp và cho nó cho mấy trái banh đó. Xong rồi thì mình nhúng mè rồi cán ra rồi đem chiên. Đơn giản chỉ có trình tự có chừng đó bước thôi. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra cái những cái phần này cho các bạn này. Kết luận của bài này thì kết hợp với bột nở với men nổi cho làm một cái loại bánh là vì cái baking powder làm bột nó nở nhanh nhưng mà bánh nó ra khô. Còn yeast tức là cái men nổi nó làm bột nở chậm, nó tạo đường, tạo hương thơm, có mùi yeast đặc trưng cho bánh dẻo dai, ruột có rễ tre. Có thể làm, bạn có thể làm nổi bằng cách là làm đánh lòng trắng trứng cũng được. Cái đó không bắt buộc, thích thì bỏ vô bớt những cái phần kia lại. Baking powder thì bạn có thể xài single hoặc double acting. Tức là nở một lần hay là nở hai lần. Nở lần thứ nhất là tác dụng với chất lỏng, nở lần thứ hai là tác dụng với lại nhiệt độ cao. Rồi á, thì trong cái loại double acting á, thì nó có hai loại acid. Một loại thì có cái acid sodium, acid pyrophosphate á. Thì cái loại đó là mình thường làm cho chả, nó rất là giúp cho cái loại thịt nó nở. Còn cái loại mà có cái aluminum á, thì nó là cũng làm bánh được. Thì cái trong cái làm bánh bánh tiêu này thì cả hai loại double baking đều làm được hết, không quan trọng cái phần bột nổi. Còn cái một cái chi tiết nữa là cái bột để làm càng cao protein tức là cao gluten á, thì bánh sẽ dai, dẻo và mềm lâu hơn. Bánh có đường hay không có đường không ảnh hưởng tới cái ruột rỗng. Chiên deep fry nên cần nhiều dầu, nhiệt độ trong dầu phải là ở trong khoảng 350-360 độ F, tức là 175-180 độ C. Cái điều này nếu mà bạn mà nhiệt độ mà thấp hơn như vậy á, là bánh nó sẽ không nở, nó không phải chai nhưng mà nó chỉ là một cái bánh dẹp thôi, nó không có bung tròn lên. Rồi nếu mà nhiệt độ nóng quá thì bánh nó mau mềm là bởi vì mình chiên vô là nó vàng liền, cái vỏ bánh chưa kịp khô á, thì mình chiên ra thì cái bánh mình tuy nó không thay hình đổi dạng nhưng mà nó mau mềm hơn là cái bánh mình chiên mà đúng cái dầu thì cái vỏ nó giòn hơi lâu một chút. Cái bánh tiêu không phải là vỏ giòn, nó chỉ hơi giòn sơ sơ một tí thôi. Quan trọng là dầu đủ nóng để cho bánh nở bung lên là thôi. Muốn mà vỏ bung lên, mình đã nói trong clip lần này mình nhắc lại là vừa bỏ vô bánh nặng, bánh chìm xuống dầu đủ hơi nóng để nở thì cái bột nở nó sẽ làm cho bánh nó bung lên mặt. Bung lên mặt thì bạn phải lật nó ngay lập tức, ngay lập tức nha. Chứ bạn đừng có để nó bung lên cao rồi thì nó chỉ bung một lớp trên mỏng ra, còn lớp dưới nó vẫn dày. Cho nên mình lật qua lật lại để mà cân bằng hai cái vỏ mặt trên mặt dưới bằng nhau. Như vậy vỏ sẽ dày hơn thì bánh sẽ nở so với bánh nở một mặt. Vỏ bánh dày thì nó lâu xẹp, giữ hình dáng đẹp. Như vậy cái bánh của mình ra rất là perfect, ăn ngon. Thì các bạn có thể thêm hương vị như là bột quế, bột ngũ vị hương, hoặc là vani, hay là bất cứ cái mùi vị gì bạn thích. Còn về vị á, thì các bạn có thể thêm sữa, thêm sữa đặc hay sữa nước, hay là thêm những cái chất bạn thích, không có ảnh hưởng đến cái việc mà làm bánh tiêu rỗng ruột này. Video mình chia sẻ đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bạn có thể bỏ cái phần sau đi, bạn không coi. Nhưng mà nếu mà bạn thấy cần thiết thì coi. Nó hơi dài. Sorry nha.